Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, như vậy là trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu. Ray thì vẫn đang có một pha đáp xuống đến vị trí WDT. Và đây là pha đấu thứ hai trong bảng B, thay to buổi tối mùa 7 lượt đi. Lúc này LDT đáp xuống đó là khu vực thị trấn rồi. Xoan sinh ngài ông thì VID và DJ Chip đang chờ bên trong vực thị trấn. Thì bề lữ bố Adonis Khánh như là Una, họ sẽ đáp xuống đâu đó bên trong vực biệt thự. Xoan dũng Park Top cún H5N1 thì ông này đang chờ bên trong vực lò rèn mà thôi. Hay là tỏa sáng này đang chờ bên trong vực thị trấn. Bụi bụi 7K92 như thấy bom. Lúc này vẫn đang có pha đẩy ra đến vị trí tỏa sáng rồi. WDT hôm nay đang pha đấm nhau. Và tôi đang thấy UP nế vợ ta mất đi khá nhiều máu trong vực cánh đồng này. Đối phương đang bắn về vị trí UP nế vợ rồi. À, có vẻ như là một pha đố anh bắt được em cả mới với 80 nhưng đang bị bắn. Một pha lách đi né sát thương nhưng mà WDT toàn thật sự rồi. Một pha bắn mày thấy bỏ mạ còn vị trí House Gaming. Hôm nay GG ngoe bé nhỏ à, còn vị trí LBNL khi tụ đụng đá phải có nó bình bạ của vị trí trường G. Vâng, à, rất nhiều pha giao tranh. Ôi nó bỏ mẹ thôi, nó bị nó đuổi rồi. Vâng, à, đố anh bắt được em đến vị trí của WDT cả mới 18+ anh ta đã phải nằm xuống và người có mạng à, cùng vào vị trí của GG Eldino. Vâng, nhanh thế nhỉ. Vâng, nhanh thật sự luôn. Vâng, nhanh thật sự ạ. Ray đây là box và Ray đang chờ bên trong vừa xưởng gỗ đây. Vâng, một pha di chuyển ra đến vị trí của vừa xưởng gỗ Box Gaming. Ray đang di chuyển gấu GM 911 có nó bình mạng ạ, gục rồi. Vâng, Ray 911 gấu GM. Anh ta đang pha căn kè. Họ nhảy xuống vào thị trấn này. Ray họ đụng độ với ai đây. Một pha bắn vị trí của gấu GM nhưng chưa gây nhiều sát thương, quyết định là sẽ bỏ chạy. Ôi, nhưng mà đối phương bắn ngược trở lại, nó lại đau quá luôn. Vâng, thường như là béo Nero vừa rồi ta đã có bình và cũng rồi. Hay là Demon V đã có đẩy ở bên trong cái nhà vàng hay không? Bây giờ đẩy nhà vàng nó hơi khó. Bản độ đã bị bắn gấu ở bờ, đã bị bắn rồi. Không ổn rồi. Tỏa sáng cũng đang hủy diệt vị trí 911. Hôm nay béo Nero chỉ có lại mình mà thôi. Hai phán đấu liền 911 bị đối phương bắn quá kinh luôn. Vâng, bắn quá căng rồi bắn xăng. Và lúc này thì đang có pha di chuyển ra đến vị trí 911 béo Nero. Vâng, lúc này đang có pha di chuyển lên. Demon V đang có pha bơm máu lại được mình. Vâng, may quá nhưng mà gấu GM có lẽ không ai cứu được. Lúc này thì Ford Hood đang có mặt ở bên trong vùng trung tâm nơi Biki cũng như Châu 18+ và NTN. Họ đang có pha thủ tốt ở đây. LDT cũng đang chờ bên trong vùng thị trấn này. Tỏa sáng tiếp tục có mình mà ở bên trong vùng này. LDT VID đang được cứu rồi. Team của LDT ngày hôm nay họ thi đấu không được tốt như cách đây vài ngày. Đang có một chiếc xe đâu đó đẩy tới. ITB hôm nay đang chờ ở bên trên được biệt thự. Swat họ đang chờ bên trong vùng khu cắm trại. Tỏa sáng NDQ thì tao đã phải nằm xuống. Bụi bụi 7K92 và thấy bom là những người còn sống từ vị trí tỏa sáng mà lúc này họ đứng rất tản mát với nhau. Thanh Xuân Ca Đích đã vừa có pha vuốt vào đầu đối phương. Và bắn vào đầu đối phương là tốt. Đây là 9K CC Lemon đã phải nằm xuống rồi. Có lẽ là CC Lemon chúng ta sẽ được cứu đến từ vị trí Ca Đích. May quá Ca Đích có bình cái bom kèo. Phải nói rằng giao tranh diễn ra liên tục ở trên bản đồ này. 38-10 chơi. Ôi, Thanh Xuân Ca Đích đã phải nằm xuống rồi. Thanh Xuân Ca Đích đã phải nằm xuống rồi. Toang thật sự luôn. Toang thật sự luôn. Ray đang có một pha thi đấu là ổn. Vâng, pha thi đấu là rất ổn đến từ vị trí của đối phương của team Thanh Xuân. Nhưng team Thanh Xuân cũng đang cover cho nhau là tốt. Hôm nay thì Box họ cũng đang có pha điểm rất là tốt. Có vẻ những cái team mà trong pha đấu trước là bắn không tốt thì đến pha đấu này đang có pha quật lại là khá hay. Box Street, Anh Ba, Phó Đà, như là Fisa họ đang chờ ở phía dưới vùng khu cắm trại mà thôi. Cry hôm nay đang di chuyển được vượt lò gen ra. ITB có bình mạng gục đầu tiên họ trong bàn đấu này chăng? Đó là mạng gục dành cho vị trí ITB Khánh. Nhưng mà ITB họ vẫn đang bo vào vị trí đối phương. Huna đang di chuyển ra. Huna đang vàng ngó xuống phía dưới nhưng mà không thấy thằng nào ở đây cả. ITB Adonis đang bơm lại cho người đồng đội mình lượng máu cùng ITB lữ bố rồi. ITB Huna ITB đang có pha đẩy lên. Một pha soi xuống phía dưới vị trí ITB Huna. Hôm nay 37 người chơi là gì mà chúng ta còn lại vào đấu này? Một pha nhặt kè đến từ vị trí Una nhưng vẫn đang chưa phát hiện ra đối phương ở đâu. Vâng, cực kỳ nguy hiểm. LDT Hồng Thi Vĩ cũng như là Xuân Sinh Ngái mày đang có một tình huống chị hàng đến tháng hiện ra ở phía trên đầu. LDT mày quyết định là sẽ rút qua trở lại Ray Box. Anh Ba bắn gãy vị trí Xoát Dũng rồi. Lúc này Xoát họ đang ở khá gần vị trí Box Gaming. Hay là Xoát Park To đang bị bắn, đang quyết định là sẽ di chuyển qua hướng khác để né đi sát thương của đối phương. Cực kỳ nguy hiểm đó là gì mà chúng ta được thấy trong trận đấu này. Vâng,
Vâng, cẳng đét và khét lẹt lẹt luôn. Vâng, cẳng đét và khét lẹt lẹt luôn. Đây là Swat Kun nhân H5N1 và đang có một pha phòng ngự. Vâng, và đang thi đấu là rất căng giữa team Swat cũng như là Box Gaming. Và tôi đang nghĩ là Box họ sẽ có đẩy vào hay không. Đây là Box Street, tại đang cố gắng bắn và vừa bắn vừa gắng bơm thêm cho mình lượng máu. Phi xạ đã được cứu rồi. Đây là phó đài đang di chuyển vào và quyết định là sẽ không pha đá phỏ đây. Vâng, một pha di chuyển vào, đang đẩy vào. Đây là một pha di chuyển đến vị trí Box phó đà. Trong khi đó thì Box phi xa anh ta đang bơm lại được bình lượng máu, sẽ quay ngược trở lại với khu cắm trại này. Box Street lúc này anh ta có mình đó chỉ còn lại một nửa lượng máu thôi và đang cố gắng bơm máu. Bác Tóc bị hạ gục đến vị trí phi xa. Team Box Gaming cũng đang nghiền nát vị trí Swat ở trong tình huống này. Vâng, có lẽ là Swat đã bỏ chạy rồi chăng. Cún mà H5N1 lúc này H5N1 đã đẩy ra anh ta đi bắt bài vị trí đối phương nhưng mà không được rồi. Người có mình mà không có vẻ đó là phi xa và đó mà thi đấu là rất nhanh, lúc này chỉ còn lại mình Cún mà thôi. Cún vẫn đang đẩy ra công người với các bạn cùng đó là vị trí phó đà. Vâng, đây là Cún, ta chỉ còn lại một mình, làm sao chơi đây. Ta cốt vào bắn xuống ăn là tốt gây ra thương nhưng Box sọ đẩy lên quá nhanh thì ITB quét sạch Thanh Xuân một chén trà trong trận đấu này. Vâng, rất nhanh khi mà cả Box cũng như là ITB họ đều có những pha cũng được rất nhanh và thi đấu tốt. Huna đang lút thêm cho mình lượng đấu 30 người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Vâng, và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Real Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nha anh em. Và lúc này thì đây tỏa sáng muội muội 7K92 nghe thấy bom. Lúc này vẫn đang chờ ở bên ngoài vực mỏ đá đi. À, sẽ có một pha di chuyển ở bên trong vực sơ đồ gôn. 30 người chơi là team chúng ta còn lại trong trận đấu này. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nha. GG lúc này đang nằm bên ngoài vòng bo và sẽ tiến xuống phía dưới, đó là khu vực cánh đồng. Đây là mèo ố gìn cũng như là ngoe và El Nino, mỗi người đã có mình mạ gục rồi. Vâng, có người nào gục rồi. Hay là Box và mày họ đã có mình mà gục là rất tốt. Hay là Cry, mày Cry tất nhiên là có đối với cái chân của thị trấn này đang mà xấy được bóng kèo. Mình nghĩ đối phương sẽ phải nằm xuống, mọi người bị nằm xuống đó là vị trí Von Runner EB. Cry họ pha đẩy lên là tốt và đó là pha bắt vẹo vào thành viên đi lẻ từ vị trí Von Runner. Von Runner lúc này chỉ còn lại 3 người mà thôi. Nhưng đầu tiên đầu đã bị hạ gục đến vị trí Forest Strike. Châu 18 cộng một đội bàn và Châu 18 cộng đang bị đối phương xấy đít rồi. Khả năng là tìm Von Runner sẽ phải dừng cuộc chơi đây là khá cao. Vâng, khá khổ vị trí Vodut rồi. Vâng, khá khổ rồi. Đây là Vodut Kỳ. Lúc này Vodut Kỳ ông đang có pha ngồi ở đằng sau này mà thôi. Đã cố gắng được bắn rồi. Bắn chưa thể nào cùng đối phương, có phải là nốc được rồi. Anh ta cố gắng có mạng giò vào đó là mạng giò vị trí Cry Milan. Hero T2K có bình mạng hạ gục gần như quét sạch thì Vodut trong trận đấu này. Hôm nay đối phương đang pha đẩy tới, một pha đẩy ra nhưng mà Cry họ trâu quá. Vâng, Cry quá trâu, lại 19 máu và team Cry quét sạch Forward trong trận đấu này. Chúng ta chỉ còn lại 22 người vào đấu này mà thôi. Vâng, còn lại 22 người. Vâng, đây là GG lúc này đang chờ ở bên trong một cánh đồng. Mẹ bé nhỏ như này Nino đang có pha chờ đây. Vâng, đây là Box Gaming. Lúc này Box Gaming đã đẩy ra từ phía của một lò rèn, một pha di chuyển là rất tốt đến từ vị trí của Box Gaming. Phi xa phó đà anh ba như là Box Street này và đang di chuyển qua vừa khu cắm trại đây. Đây là Cry NBN Hero nhân Forest Strike. Ui, có chị hàng đến tháng ở trên đầu. Và ván đấu này cũng tương tự như là ván đấu bảng B, bảng B của ván đấu thứ hai của bảng A, khi mà số lượng người chơi sau vòng đấu đầu tiên là còn rất ít đi. Đây là Bin KZ như là Tiến Não, họ đang có mặt ở phía nam của thị trấn này. Trong khi đó đây là chỉ một Demon V như là Béo Nero, họ đang chờ ở phía bắc của thị trấn. Một pha ngó đến được vị trí chín một Béo Nero nhưng đối phương đã nấp đi mất rồi. Vâng, có vẻ như là cái khu vực này thì team 91 vẫn đang cố gắng kiểm soát nhưng mà không thể đối phương đâu. ITB họ vẫn đang chờ ở phía trên của đường đèo. Tôi nghĩ là ITB vẫn sẽ chờ ở đây. Vòng bo chúng ta sẽ chuẩn bị thu lại sau một chút nữa. Và lúc này thì vòng bo sẽ khá giống với cái ván đấu thứ hai của bảng A, khi mà nó sẽ rơi vào đâu đó thị trấn cánh đồng khu cắm trại nhưng nó sẽ lệch sang bên tay trái một chút. Và cái vòng bo này khả năng rất cao nó sẽ rơi bên trong vực thị trấn, tôi đang đoán là như vậy. Lúc này tỏa sáng muội muội TS7K92 như TS thấy bom. Lúc này thấy bom nào quăng đẩy. Ôi thì bom sao anh ta di chuyển nó vòng chậm đấy nhở. Vâng, bây giờ di chuyển vào anh ta sẽ mất đi cho mình một số lượng máu khá nhiều. Đây là 22 người chơi và chúng ta vẫn đã có pha di chuyển. GG mèo ú anh ta đang phải nằm xuống rồi. Có vẻ như đó thì biết được Cry thì phải. Mèo ú anh ta vừa đang đẩy lên đã phải nằm xuống luôn. Cái đó đây là ngoe bé nhỏ, ngoe bé nhỏ là ta bắn rồi. Bây giờ ai còn vị trí của ngoe bé nhỏ. El Nino anh ta đẩy ra, bắn gãy được một người. Vị trí của Cry anh ta có gạt giò luôn không? El Nino anh ta đang
cố gắng hách não GG khiến tụi nó đá vầy nằm xuống với GG. Bia cũng đến với chiếu Box Gaming. Box Gaming bất ngờ đâu xuất hiện ngay lập tức đó là những bạn cùng vào vị trí Box Gaming quét sạch team GG trong bàn đấu này. Hay là Cry May Cry chỉ còn lại Forest Tribe Hero T2K mà thôi. Team GG họ quá mải mê tấn công vào vị trí của Cry và họ quên mất đằng sau lưng mình đang có người. Một pha đẩy lên đến vị trí của Box Gaming và đó là pha quét sạch đến vị trí Box Gaming vào GG. Pha thi đấu là rất tốt và lúc này đây là Fisa anh ta đang di chuyển vào lúc thêm cho mình lượng đồ. Hay là Cry có lẽ đã biết ở phía trên có và giao tranh rồi và có lẽ Cry sẽ phải bỏ đi mà thôi. Vâng, thực ra bây giờ không bỏ đi thì cũng khá là khó đi. Vâng, đây là Bin Cay cũng như là Tiền Não và đang chờ ở Việt Nam vừa thị trấn. Đây là Demon V cũng như là Béo Nero lúc này vẫn đang chờ đấu vừa thị trấn. Như vậy là House Gaming cũng như là 9-1 đang ở vị trí khá gần nhau và mỗi team lúc này chỉ còn lại hai người. ITB họ vẫn đang thi đấu rất tốt ở trong bàn đấu này. Lúc này thì họ vẫn đang di chuyển về trong vực cánh đồng. Adonis có bình mũ 2-1, Khánh có bình mũ 3-3, Huna có bình mũ 3-2, bây giờ Lữ Bố có bình mũ 2-3. Một pha ném cho mình cái hòm thính ra và lúc này họ vẫn đang chờ đây mà thôi. Vẫn đang có pha thi đấu là rất tốt, 17 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại vào đấu này. Tỏa sáng muội muội 7k92 nhờ thấy bom. Lúc này thì đang chờ đầy, lúc này thì liệu rằng là tỏa sáng có thể làm được gì. Tỏa sáng muội muội họ đang có bình mũ 3-3 cho vị trí muội muội rồi. Muội muội đợt trước đổi tên thành đụ muội nè, nhưng mà cái tên đấy nghe nó hơi bậy. Nên là sau khi mà được góp ý thì đã trở lại cái tên cũ là tỏa sáng muội muội. Vẫn đang có những pha thi đấu khá ổn, 17 người chơi là gì chúng ta còn lại vào đấu này. Lúc này thì vẫn lại 17 người, chưa có quá nhiều người. Đây là Box Street, Anh Ba, Phó Đàm như là Fisa. Lúc này đã phát hiện ở đối phương rồi, đang ba sấy ở vị trí đối phương. Box Gaming đang chiếm được cái khu vực này, đang pha đẩy vào đến vị trí Box Anh Ba cho bên ta chưa có mình mạng gồm. Box Street đang có pha đẩy ra, Box Street sẽ áp vào và sẽ có mạng ạ của từ sườn của bên cái khu vực căn nhà này. Một pha chạy ra nhưng mà vừa rồi Box Street ta lại không cầm súng, hơi tiếc một chút. Lúc này Phó Đà sẽ quyết định đẩy vào. Vâng, Phó Đà anh ta đang có một pha vào và liệu sẽ có pha đá phỏ trong tình huống này không? Đây là Phó Đà. Phó Đà đã bắn rồi. Phó Đà bắn vãi hàng của đại bàng nhưng mà đối phương bắn lại còn vãi hàng hơn. Và Phó Đà anh đã vẩy nắm xuống. Phó Đà sẽ bị hạ gục trong tình huống này. Box xanh bà hạ gục vị trí UTB Una. Box Gaming UTB còn đấm nhau khá kinh. Lúc này thì Lữ Bố có mình bạ gục. Đây là Box Visa anh ta đang được bắn rồi. Ta đang đẩy ra đối phương đang bỏ chạy. Box Visa anh ta đang được bắn vị trí đối phương. 187 cố khả năng bắn xa. Một quả lựu đạn ném vào đằng sau chiếc xe. Đối phương đâm ở đằng sau cái xe mà thôi. Liên tục vào những quả lựu đạn 199 ra đường, chắc chắn đã đâm được một người rồi. Hôm nay Box Street đang anh ba và đang đẩy vào Visa của vị trí UTB Rodis. Đang có một pha được bắn anh ba đang được bắn rồi. Và team Box Gaming quét sạch ITB trong bàn đấu này. Quá ghê rồi vị trí của Box Gaming. Lúc này Box Gaming đã có mình đó là 11 mạng ngã gục rồi. Bò đang dần dần thu lại, bò sẽ thu ở nửa trên và thị trấn một chút. Vẫn đang còn pha thi đấu rất chỉ trạc. Cry đang sống khá dài trong trận đấu này. Cry Tero 2K cũng như là vị trí của Cry Forest Drive đang thủ chặt ở đây. Hay là Bin Cay ZGM này đang cố gắng đẩy vào tiền não tương tự như vậy. Mỗi người chạy một con đường, chính là một Béo Nero và Demon V. Họ cũng đang di chuyển cho mình. Vâng, thi đấu càng đét và khét lẹt lẹt luôn. Vâng, một pha ra đến vị trí 7K92. Vâng, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Riga Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. 7K92 đang được bắn rồi. 7K92 và đang chơi một pha vô tâm vào đầu. Và đó là khi mà 7K92 ta vô tâm vào đầu đối phương, đối phương cũng bắn vào đầu anh ta. Vâng, để xem vào đầu ai cứng hơn. Hôm nay Box Street cùng thành viên của Box Gaming và đang tiến lên trên trên đồi, đang muốn chiếm lấy khu vực cao nhất ở trên cái bản đồ này để có thể có pha kiểm soát ở đây. Vâng, vẫn đang là pha thi đấu là hay. Lúc này Box xanh ba và đang ngó ra. Box phi xa anh ta sẽ có thể làm được gì? Lúc này Hero T2K di chuyển ra rồi, tức anh ta bị bắn mất đi rồi, mình khá nhiều máu đi. Hay là Forest Drive. Và lúc này thì anh ta đang hồi lại cho đồng đội mình lượng máu nhất định. 12 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại trong bàn đấu này. Vâng, thi đấu càng đét và khét lẹt lẹt luôn. Vâng, lúc này, ôi, 7K92 ạ, cùng này về 9-1-1 rồi. Vâng, vẫn là những pha thi đấu rất tốt đến vị trí tỏa sáng. Mặc dù trong bàn đấu này thì họ không có nhiều mạ gục, nhưng tỏa sáng đang thi đấu là rất nhịp nhàng. Một pha đẩy vào đến vị trí OTS và lúc này thì đây là TK92. Nhưng lúc này tôi nghĩ là Box Gaming cũng đang chiếm một điểm đất là rất tốt rồi. Cái điểm chạy bo này của Box Gaming bây giờ là cực kỳ mạnh và đấu trận Box Gaming
họ không có cho mình những pha thi đấu là ổn, nhưng đến ván đấu này thì mọi thứ nó khác biệt hẳn hoi luôn. Đây là team Cry vẫn đang chưa tìm được cách nào để di chuyển lên phía trên cả. Ván đấu chúng ta nó đã dần đi về hồi kết rồi. Đây là Cry Forest Strike, ngày hôm nay có vẻ là Forest Strike ta thi đấu khá lặng lẽ khi mà nó mày đồ là họ là chưa nhiều, vẫn đang có pha chờ từ vị trí bin cay như tiến não, liệu rằng họ đã biết được rằng ở đằng sau lưng mình có đối phương hay chưa. 10 người chơi lúc này chúng ta đang có tình huống đẩy ra đến vị trí 7K92, anh ta phát hiện đối phương đang được sấy rồi, nó bắn nhưng mà vừa rồi bắn không được dính cho lắm đến vị trí 7K92. Một pha đẩy ra được mình, đây là tỏa sáng rồi, cái hòm thính đang rơi xuống suýt nữa thì 7K92 có thể sẽ bị hòm thính nó đè vào đầu. Vâng, thi đấu khá căng đi. Đây là tỏa sáng thầy bom, lúc này vòng bò ra thu lại để box street, và lúc này box street ta đang phát hiện đối phương sẽ bắn đi chiếc xe, vâng phá đi chiếc xe đến vị trí đối phương rồi. Box street ta bắn nhưng mà vừa rồi có vẻ xe nó hơi cứng, hoặc là cái khẩu M60 thì bắn xa nó không được mạnh cho lắm, và đó lý do vì sao mà nó chưa thể có nó bình mạ gồm. Đây là box anh ba và đang có nó mà loanh quanh ở đây, sấy đi từ tờ bóng kèo, sấy là khá ghê, sấy nát tờ bóng kèo, tỏa sáng vui vui bia cũng đến vị trí Cry Forest Try. Một ra thi đấu khá hay đến vị trí Cry, vừa rồi có vẻ nó bắt bài được vị trí di chuyển tỏa sáng ra khỏi căn nhà này. Hai thành viên ở House Gaming đang còn sống và đúng là sống dai trở thành huyền thoại. 7K92 quáng đẩy vào cùng với thầy bom, nếu hôm nay vòng bò nó tu vào vị trí của team Box rồi. Bây giờ thì Box không muốn top 1 cũng phải top 1, tỏa sáng thầy bom bia cũng đến được vị trí của đối phương. Cry đang quáng đẩy vào sẽ lấy nốt cái mạng đến từ vị trí của tỏa sáng hay không. Box phi xa bắn gãy vị trí của 7K92, và như vậy là team tỏa sáng đã bị quét sạch khỏi ván đấu này. Chỉ có lại Box Gaming, mà Box Gaming có đối bình 12 mạng à gục ạ. Một quả lựu đạn ném xuống, một quả lựu đạn ném xuống rồi. Đây là Box Street của bầy đang có pha ngó ra cho mình. Box Street đang được bắn, người ta đang xây cá ghê từ vị trí Box xanh 3. Tìm Box Gaming thì đấu ghê luôn. Lúc này thì đang có pha kè lên đến vị trí của phía xa, không ai có thể chạy qua đây được. Lúc này thì Cry có lẽ họ đã biết đối phương ở đâu. Một pha kè, một pha nhạc kè huyền thoại đến vị trí Hero T2K. Anh ta đã thấy tâm đỏ, anh ta đã chưa bắn, ta đã bắn rồi. Nó bắn rồi, có hạ được đối phương hay không? Ta được bắn rồi, đối phương đã bị ảo của Box Store, đã bị ảo của một người. Cry Forest Strike đang cố gắng đẩy vào cho bên này thì Vinkay GM, anh ta lại đang là những người cạt giò vào vị trí của Cry. Một pha bị bắn gục và Cry quét sạch House Gaming ở trong ván đấu này. Vẫn đang thi đấu là ghê, Box chỉ còn lại hai người và Cry lại hai người. Cứ tựa như là Box họ sẽ có mình căn chặt top 1, nhưng bây giờ lại hơi khó rồi. Đối phương dưới bắn lên thì dễ hơn một chút so với vị trí của Box, và bây giờ Box họ lại không có nó mình bom. Vâng, giá nhưng mà có bom thì có vẻ là mọi thứ sẽ dễ hơn đấy chăng. Vâng, Box Street ta đang chờ Rotei Kai, anh ta đang có pha di chuyển lên là rất tốt. Team Cry thì đấu cực kỳ thông minh, đang được bắn rồi. Forest Strike đang chờ sau cây. Hay là Box Street còn lại 4 người mà thôi. Cry hay là Box họ sẽ có bình top 1 trong bài đấu này đây. Một quả thính được ném dài chăng, và nó mới là đối phương chấp thời cơ nhanh đến vị trí Rotei Kai. Anh ta đã bị lộ vị trí rồi. Cry Forest Strike đang chưa bị lộ vị trí. Box Street đang mất khá nhiều máu rồi. Hay là Box xanh 3 và có vẻ như Box xanh mình họ đang bị thất thế trong tình huống giao tranh này. Và một cái vòng bò nó khá khó chịu đi. Cry Forest Strike đứng ở dưới, anh ta vẫn có thể sấy lên. Anh ta sấy, anh ta không cho beam Box di chuyển bên trong. Và Box họ đã bị vòng bò hạ gục với team Cry, lấy được mình top 1 ở trong bàn đấu này. Một pha thi đấu rất hay đến với vị trí của Cry. Họ lấy cho mình top 1 trong bàn đấu này rồi. Vâng, nói gì đi, Box Gaming bắn khá ghê. Vâng, Box Gaming bắn khá ghê, đội bắn dê. Với đó là ván đấu cuối cùng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Team Cry ở trong tình huống cuối cùng họ đã có pha thi đấu là rất thông minh ạ. Vâng, phải nói là Cry thi đấu rất thông minh luôn.